Chào các bạn, các bạn thân mến Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn chuyển cái trang giấy A4 từ khổ dọc sang khổ ngang trong cùng một file văn bản Chúng ta sử dụng cái tình huống này khi nào Ứng ừ, dụng nó trong các trường hợp như sau Một soạn thảo văn bản A4 khổ dọc Có phụ đề là bảng kê kèm theo khổ A4 nằm ngang Trường hợp thứ hai, soạn thảo văn bản mà có đánh số trang khác nhau Ví dụ nội dung văn bản đánh tuần tự Đến hết, có phần phụ lục đánh số bắt đầu từ 1 đến các phụ lục đến hết các phụ lục còn lại hoặc trong trường hợp đánh số các kiểu khác nhau trong cùng một văn bản đánh à, y 2y rồi theo kiểu la mã rồi đánh số đánh dưới dạng số theo kiểu số 1 2 3 4 5 vân vân. Bây giờ chúng ta tôi có một cái file cụ thể như sau, đây là cái file ok.doc. Okay Nó là file báo cáo thực tập tốt nghiệp bệnh viện quận 8. Tôi lấy một ví dụ cụ thể luôn, chúng ta xuống một cái trang tiếp theo nhé. Đây là trang 1. Tôi sẽ đến cái trang là trang tiếp theo đây. Kéo xuống cái trang. Đây là chương 1, tôi sẽ kéo đến một cái trang đây, ví dụ cái trang này. Ở đây nó là trang thứ 5, khi đưa con trỏ vào nhấp nháy đây là trang thứ 5 và đây tôi sẽ uh, ngắt cái vị trí này. Muốn quay cái cái trang này nằm ngang nhé một cái trang thứ 5 này nằm ngang để ngắt cái trang này nằm ngang chúng ta làm như sau đưa con trỏ về phía trước của cái chữ quản lý này các bạn vào thẻ panel sau đó vào break ở đây chúng ta chọn section break next page rồi sau khi chúng ta nhấn insert section next page thì chuyện gì xảy ra chúng ta vào thẻ home vào cái phím P này để hiển thị lên thì các bạn để ý này nó xuất hiện một cái dòng nó là section next page tôi căn chôn Z đi này đưa con trỏ về phía đầu của cái trang này Chúng ta vào pet now vào break, vào section next page. Đấy, các bạn để ý đây. Rồi đưa về phía phần đằng đầu cái trang tiếp theo. Các bạn cũng tương tự break và section next page. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đưa về cái trang thứ năm này. Chúng ta nhấn Alt2. Mở hộp thoại page setup ra. Trong này thì các bạn tích vào cái phần landscape ở trong cái thẻ margin này và apply to thì các bạn chú ý chúng ta chọn nó là this section và nhấn ok chuyện gì xảy ra đây thì các bạn toàn bộ trong cái khoảng từ section đầu và section uh, sau này đấy trong cái khoảng section mà chúng ta vừa chọn nó sẽ chuyển thành khổ làm ngang đấy thì uh, cách thức để tạo chúng ta sẽ tạo như vậy Thì cái bài hôm nay chúng ta phải lưu ý cái gì? Khi mà chúng ta vào cái phần uh, break này thì chúng ta chọn nó là thông thường sẽ sử dụng cái phần section next page để tạo một cái trang tiếp theo. Các bạn chú ý này. Section next page đây là cái hay sử dụng, còn các lựa chọn sau thì nó ứng dụng trong các tình huống mà khác nhau. Thì chúng ta cứ chú ý cái phần section next page nhé các bạn. Và bật cái hiển thị phím home ở thẻ Home bật cái phím Pi lên để chúng ta hiển thị toàn bộ các ký tự mà có phần section này thì chúng ta mới xuất hiện được. Còn để xóa nó đi thì các bạn bật phím Pi lên và chúng ta tìm đến những cái dòng này để xóa nó đi. Ở đây tôi sẽ tích vào đây. Nếu tôi xóa cái này đi thì làm nào? Xóa đi này. Thì chuyện gì xảy ra nó sẽ chạy hết lên cả trên này. Tôi căn Z xét lại. Do đó là trước khi mà chúng ta trở về cái trang bình thường A4 thì các bạn sẽ làm như sau. Lại tích trở lại cái trang mà đang ở đang của ngang ALT2. Và chúng ta tích lại Post Share và vẫn Apply Section và nhấn OK. Và đây khi đó chúng ta xóa section đi bình thường. Thì nó không xảy ra cái hiện tượng như vừa rồi. Căn chuột S lại xếp lại. Đến đây là tôi hướng dẫn các bạn chia chuyển cái trang giấy A4 từ khổ dọc sang khổ ngang cho cùng một file văn bản. Các bạn có thắc mắc thì comment bên dưới. Tôi sẽ giải đáp các bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công. Bye bye.